Bình Định Lê Văn Cường, 26 tuổi, ở huyện Phù Cát chém chết người trong nhóm đòi nợ khi thấy anh trai mình bị tấn công. Cường bị công an huyện Phù Cát, Bình Định bắt giữ để điều tra hành vi giết người ngày 24 tháng 2. Theo điều tra, một năm trước, Cường vay 20 triệu đồng của Phan Duy Hưng, 26 tuổi, và trả lãi 5,4 triệu đồng mỗi tháng. Đến đầu năm nay, Cường né tránh trả nợ nên bị Hưng đòi nhiều lần. Sau đó, Hưng buộc Cường ghi giấy nợ 38,6 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Đêm 23 tháng 2, sau cuộc nhậu, Hưng gọi điện thoại cho Cường để đòi nợ và được hẹn gặp tại nhà. Sau cuộc gọi, Hưng thuê ô tô 7 chỗ rủ 4 bạn nhậu trong đó có Huỳnh Văn Phủ, qua nhà con nợ lấy tiền. Đến nơi, khi thấy Cường lánh ra phía sau, Hưng cùng nhóm bạn vây đánh. Anh trai của Cường ở gần đó chạy sang can ngăn, nhưng bị Phủ tấn công. Bực tức, Cường chạy xuống bếp lấy rựa chém nhiều nhát khiến Phủ chết tại chỗ. Let's love us, oi.